Hello các bạn, hiện tại thì mình đang ở biển Campbell vào lúc tầm 5 giờ chiều. Mình sẽ đi từ ngoài cổng vào cho các bạn xem biển Campbell có gì nha. Quầy đầu tiên thì mình có là quầy hàng lưu niệm nè, các khu vực bán kem, bán đồ áo, bán đồ chơi ngoài biển cho trẻ em. Rồi hai bên này thì người du lịch họ đang để xe máy vào cái hàng quán kế bên. Thì các hàng quán ở đây thì đa số họ sẽ bán hải sản là nhiều. Có một số món như là mì xào, nếu các bạn ở trong menu các bạn muốn các bạn vẫn có thể gọi, trường hợp ai mà muốn đói. Còn không thì các bạn vẫn có thể ăn mì, ăn hải sản một cách bình thường. Rồi đây có các bạn cấm đậu xe, người ta vẫn đậu bình thường luôn. Rồi ở đây có gì đây? Có cô bán cá viên chiên nè. Bán vịt quay. Ok, và mình ghé vào đây mình mua một cuộn giấy bạc. Mình cần mua một cuộn giấy bạc để thêm nữa là cá cam. Nghe mình ghé hỏi. Chị đây mình bán giấy bạc không chị? Chị biết chỗ nào bán không? Bán gì ạ? À? Giấy bạc, giấy bạc. Em cuốn con cá cam á. Ông xuống cho ta hỏi mấy người chế biến á. Dưới kia hả? Dưới kia thì hỏi ra ngoài này. Tạp hóa ở trên này. Thôi để em vô trong cái chỗ kia em mua cũng được. Dạ rồi, em cảm ơn nha. Tiếp theo thì mình cần tới cái quầy bán đồ áo để mình mua một cái quần tắm. Chị bán đây chị. Dạ dạ. Cái quần tắm của người lớn á. Em tìm cái quần tắm của người lớn. Quần tắm là dạng người đúng không anh? Dạ đúng rồi, còn cái này có dây rút ngày lớn nè. Cái này mình mặc vừa không ta? Cái này là anh mang vừa luôn là ôm rồi. Còn mà anh muốn rộng thì mình lấy cái to. Cái lưng này lưng rộng mà. Có coi dây rút á. Có độ co giãn nữa mà. Cái này bao nhiêu chị? Cái này hả? Cái này 90 á anh đó. Rồi, rồi. Chị cầm giùm em xíu. Biết đủ tiền không? Tiền vừa giữ hết rồi. Đi chơi mà hết tiền luôn hả? 90 đúng không? Rồi em đủ nè. Trời dư xăng luôn chứ. Để em lấy cái bị cho. Mấy ngày Tết đông chị? Dạ. Mấy ngày Tết đông không? Đợt vắng lắm anh ơi. Dịch hả? Dạ. Em thấy người thích. Ừ. Mỗi năm xuống thì thấy bàn đông, bây giờ thấy bàn cũng lưa thưa. Bây giờ đã đông rồi, còn bữa nay lễ Tết mà anh thấy không? Dạ. Yeah. Thì em gửi nha. Dạ rồi, em cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn anh. Rồi. Ok, mình tiếp tục đi tiếp. Ở đây thì nó có quầy hải sản nướng sẵn, có ốc nè, sò, có khu bán nước giải khát nè, cam ép trên dây, cà phê. Rồi quầy này cũng quầy hải sản chế biến sẵn luôn, có cá, có tôm, có mực, có sò. Quầy kế bên cũng tương tự luôn, sát bên quầy nước cũng là quầy hải sản chế biến sẵn. Ok, mình đi tiếp. Đây các bạn thấy không, họ đang nướng con sò này. Sò nướng mỡ hành. Thì hôm nay vào cái thời điểm mình đang đi thì thủy triều đang lên, cho nên là nước biển ngập tới cái khu vực bán hàng của mọi người luôn. Quầy bán đồ khô. Đồ khô là mấy cái con mực nhỏ nhỏ người ta rim, hoặc là mấy con cua nhỏ nhỏ người ta rim đó các bạn. Ok, đó. Bên tay trước mặt mình là quầy đồ khô này đó, các bạn thấy không? Đó. Rồi mình đi tiếp. Rồi ra cái khu này là khu gì đây? À, khu hải sản tươi nha các bạn. Khu hải sản còn tươi nè, các bạn thấy con cá còn tươi không? Rồi bạch tuộc, sò điệp tươi. Sò điệp tươi, cái này mình mua thì mình cần phải cần thêm một khâu chế biến nữa. Nhưng mà ở đây họ sẽ chế biến sẵn cho mình luôn. Mực.
Rồi hốc hương đang còn bò luôn, móng tay vẫn còn tươi sống nha các bạn. Ghẹ chết rồi. Đây gì đây, chim hùm, cá này cá đóng băng mới đưa lên nè, nhưng mà mắt vẫn còn tươi nha các bạn, cá vẫn còn tươi nha. Đây mực, ốc đỏ, đi tiếp. Cô này có gì đây, ghẹ đây thì nó bị chết rồi. Mực này, giờ là chiều rồi cho nên là có nhiều quầy họ không có ngồi, chắc là họ bán xong rồi các bạn, hoặc là năm nay thì tình hình kinh tế dịch cho nên nó cũng không được xôn xao như mọi năm. Đây có gì, bạch tuộc. Cô này có bạch tuộc mực. Ok, nhiều đường người ta đi rồi. Gì đây, đem cốc hương nè, mực nè, ốc đỏ nè, mực nè, sò điệp nè, hồ cô này có cua nữa. Lại là quầy mực, ốc hương đấy thì nó hình như nó bị chết rồi. Đây mực bạch tuộc, ghẹ. Ok, mua gì đây chị Dung? Chắc là mình chưa mua được gì rồi. Chưa có tắm được. Đó, con đi quay phim. Không sao đâu, của yên tâm. Nè, quay phim bắt hương nè. Lựa đi. Không hương này cô bán sao? 130 ký. 130. Con hàng cá cam này. Còn con cá kia đây là gì cô? Lục bông đó là mình làm sao ta? Con thấy thích ăn cá cam hơn. Cá cam này cô bán sao? Con này khoảng mấy ký ta? Cái mấy con cá cam đó cứng cám 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 xài đồ chứ đâu phải như người ta mà lùa hốt hốt đâu. Cứng cám cám lên đây cho họ cái. Từ chị cũng sao đâu, em thoải mái. Ok, cô này cô đang cân con cá cam cho mình. Đây thì mình mua một con cá cam này, tí nữa mình về quầy của mình nướng giấy bạc. Cá cam mà bỏ một xíu mỡ hành vào trong giấy bạc nướng thì khá là tuyệt. Cá cam này của mình 65k. Nó cũng một ký, một ký mấy tháng, một ký mút. Ok, rồi cô này cô đang cột cho mình nè. Cá cam hết 65k nha các bạn. Ok, em tiếp tục đi. Bỏ tiền nó bóp nè. Rồi, để coi mình đi tới nữa coi có cái gì không. Rồi, trên này là quầy gì đây. Khá là đông. Quầy này có ốc hương khá là to, mực này, ghẹ còn sống luôn nè, ghẹ đủ size luôn, cả size lớn cả size bé. Hương, mực, cá, trên này có cái gì?
Trên này cũng có một khu. Đây thì cô này cô đang canh ghẹ. Con ghẹ này hình như nó bị chết hết rồi, nó to nó bị chết và nó bị gãy càng rồi. Okay. Đang canh ghẹ các bạn. Ghẹ này mua xong thì có thể chế biến ở đây và ăn liền luôn. Khá là ổn. Có thể được ăn ngay tại biển. Okay. Ok, quay lại. Quay lại thêm có gì hấp dẫn không? Cái quầy này này mình đi ngang qua rồi. Đa số hầu hết ở đây thì nó có ốc hương nè, ghẹ nè, bạch tuộc, mực. Lâu lâu có một quầy có mấy con cua. Cô này cô đang chào mình ốc sò điệp. Nhưng mà khá là nhiều cát, làm rất là cực. Thôi mình đi. Đi qua quầy khác. Quầy này thì cũng có mực. Đây có mực lá với mực ống luôn. Hai loại. Ok. Đi tiếp. Ok, anh này đây, cái này có cua nè. Cá nè. Anh này đang chào mình mực. Mực ống khá là tươi. Nhưng mà hiện tại thì team của mình không ai thích ăn mực hết. Thích ăn ghẹ với ăn ốc. Nên là thôi mình xem vậy thôi chứ. Vì mình đi tiếp rồi. Ok. Mực khá là tươi nha các bạn. Rất là tươi. Hầu hết mấy cái đồ tại biển này thì nhìn vào con mực nó còn hoa văn luôn. Nó còn thì là mực còn tươi là nó còn sáng 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 và cái lớp vỏ của bên ngoài nó không bị tróc ra các bạn. Cá mú anh bán sao anh? Ký 200. Con tầm mấy ký ta? Ký 6, ký 7, ký 8 vậy đó. Ký 200. Mua lên 1 nha. Ký 2. Mua kia có 100 mấy ngàn ký à. Củ này thì có nấu lầu thôi chứ nó có làm lầu hấp tương tương. Nấu dưa bạc. Nấu cháo. 300. Để em hủy với gia đình cái coi. Em thích ăn con này mà nhà nhiều người. Ok mình đi tiếp. Kế bên là có mấy con tôm hùm. Quay này đúng hồi nãy mình đi qua rồi. Mấy quầy này hồi nãy mình đi qua rồi. Đây thì cũng có mực cá, bạch tuộc, sò. Đây này bạch tuộc này, họ đang lựa bạch tuộc này, sò điệp, ghẹ này, ốc này, sò. Ok, mình vừa mới đi hết một tour rồi. Ok, mình quay vào cái vị trí bàn của mình nha. Tí nữa trời chập tối thì mình sẽ đi một vòng khu hải sản chế biến sẵn, khu bờ biển để cho mọi người xem nó làm sao nha. Ok, bây giờ trời 6 giờ rưỡi tối rồi, mình đi ra cái khu vực bán hải sản chế biến sẵn coi sao nha. Anh ơi, cho em đi xuyên qua đây cái nữa nha. Đi kiếm sáu rưỡi. Bác quần đâu rồi? Kia. Em vui anh trai. Đi đâu? Đi gì em làm nắng
cho mua trăm lâu không phải đủ luôn. Gì ta? Cốt sò điệp ốc hương. Sò điệp này một hộp này bao nhiêu? Dạ một hộp đấy 50 anh ạ. Làm ra hai hộp. Dạ rồi. Hộp mình bên nào? Quay phim có ngại không? Dạ không ạ. Cảm ơn nha. Rồi quay làm cái bàn hai hộp này nó mang về cái nha. Dạ rồi. Để mình bán đến ngày mai luôn hả? Dạ. Bán xuyên đêm luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Nếu còn khách thì mình còn bán thôi. Trừ khi hết khách thôi. Vậy ốc tỏi mua làm cho anh chưa chăng rồi? Không. Đây mọi người bán xuyên đêm luôn nha anh em. Bịt đấy đây, thấy không? Tí cho anh lấy đồ chấm nha, anh chưa có đồ chấm. Một bắp tỏi hả? Đánh một kia. Cái hộp luôn. Có vậy nữa gì? Thôi đi thôi. Để bao nhiêu con vậy chị? Có bánh tráng không mẹ đâu. Sao mai sao chưa? Dạ rồi ạ. Gói này đi. Cái gì anh? Cái cam. Cái cam. Cái mẹ uống cả quái đi. Cùng người ta. Dạ, một phần đúng không? Dạ. Chị ơi, sò mai này chị ơi. Ủa cái bà này Lục ơi. Cái sò mai của ba muốn nha. Đây đây đó để thôi. Chị nè. Rồi rồi. Con cá này là cá gì anh? Dạ, cá ria. Cá ria, còn cái con bên này? Cá nâu, nhiều nâu. Loại cá. Cá này là cá hình không? Hình. Này nó hơi bị cháy cháy nên nhìn mà nên cào ra. Cào quậy ra là anh đúng dạ. Không? Cá hình. Cá ria. Phần này em để chung một hộp nhé. Ừ, để chung một hộp cho anh luôn đi. Còn một phần sò điệp đúng không? Mẹ, hình như còn... Con xong rồi đúng không? Dạ, từ từ con. Có ai không? Còn một người, hai phát còn một người. Có mũi đâu ba? Cho anh đồ chấm. Anh lấy xiên hay là lấy đũa? Chị ơi, mua gì? Cho anh xiên đi. Mua gì chị ơi? Có xiên. Bọc luôn rồi đó. Cái này nó có ốc đó. Chỗ này chị đâu, chỗ này hả? Chị bỏ hành nhiều quá vậy. Rồi, chờ. Nửa vừa đánh lên đi, sợ mình mua luôn. Đó, mình mua. Đó là toàn bộ các khu vực từ sáng đến tối tại Cam Bình.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Nhớ đón xem các clip tiếp theo của mình nha. Thank you các bạn.